Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định số 234 về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng khu du lịch Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040. Theo đó, phạm vi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà bao gồm toàn bộ diện tích mặt nước Hồ Thác Bà và vùng phụ cận thuộc địa giới hành chính huyện Bình và huyện Lục Yên. Mục tiêu của quy hoạch là xây dựng và phát triển khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà trở thành một trong những động lực phát triển du lịch của cả nước. Phấn đấu đến năm 2040, toàn khu du lịch quốc gia Hồ Tắc Bà trở thành một trung tâm du lịch nghỉ dưỡng văn hóa tầm cỡ quốc gia quốc tế với hệ thống hạ tầng xã hội và kỹ thuật, cơ sở vật chất đồng bộ hiện đại, sản phẩm du lịch đa dạng, đặc sắc, chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh với các nước trong khu vực và quốc tế. Theo quy định quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Hồ Thác Bà tỉnh Yên Bái đến năm 2040 có tính tích hợp đồng bộ kết hợp giữa phát triển du lịch và phát triển đô thị nông thôn bền vững trên cơ sở bảo tồn phát huy các giá trị tự nhiên văn hóa truyền thống đảm bảo quốc phòng an ninh an toàn hồ đập thủy điện ứng phó với biến đổi khí hậu